Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma cùng Thiên Như. Và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha. Mấy bữa trước đó quý vị thấy là có hai tập sao mà Như đăng giống nhau quá. Là hôm bữa Như đi công tác đó, nên là Như đăng, Như kể trước rồi sau đó Như đăng mà nó bị nhầm. Cái này Như chân thành xin lỗi quý vị nhiều nha. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với một tập mới. Câu chuyện đầu tiên này á, Như được một chú gửi lại cho Như. Chú không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này. Chị Phượng ở trong câu chuyện này với lại gia đình của chị á, là người đã trải qua toàn bộ cái câu chuyện tâm linh. Sự việc này có bối cảnh xảy ra cũng lâu lắm rồi. Từ cái hồi mà mình chưa có sử dụng đèn điện phổ biến giống như bây giờ á. Ngày đó là đúng 28 Tết, chị Phượng được chồng của chị chở từ ở trên Bình Dương trở về. Thời điểm đó là chị Phượng mang bầu, bụng cũng to rồi, dự tính là còn hơn nửa tháng nữa thì chị mới sinh em bé. Chồng của chị chạy tới đầu cái đường, sau đó quẹo vô con hẻm. Từ ngay chỗ vị trí đó đi thêm 10 phút nữa thì mới tới nhà của ba mẹ chị Phượng. Mà đi tới cái lúc đó chị mắc tiểu quá trời mắc rồi, chị chịu hết nổi. Nên chị mới kêu chồng: "Anh ơi anh dừng lại cho em đi xả nước cái đi, chịu hết nổi rồi anh ơi." Chồng của chị sau đó cũng tấp xe lại để cho chị đi vô trong một cái mé lề. Ở sát trong mé đường á, chị vô trong đó để chị đi xả nước cứu thân. Trong cái lúc mà chị đang tiểu, cảm giác nó rất là thoải mái. Chợt ngay lúc đó thì chị nhìn thấy ở cái phía dưới, lúc mà chị đi tiểu như vậy thì có một cái dòng nước nó xả ra. Chính vì vậy mà nó làm lộ hết lớp đất. Ở dưới cái lớp đất đó là chị để ý nó có một cái hũ, nó giống như là cái hũ sành vậy đó. Mà ở phía trên của cái hũ đó nó bị mẻ, nó bị bể xuất đi một phần nữa. Nhưng mà hầu như là cái phần cái hũ đó nó đang nằm chìm sâu ở dưới mé đất này rồi. Chị cũng không có mãi mai gì suy nghĩ hết trơn á. Tại vì chị Phượng á, chị nghĩ đây là như mấy cái tô, mấy cái chậu bình thường, người ta không xài nữa, người ta dục rồi vứt đi, rồi sau này nó nằm ở đó thôi chứ không có gì đặc biệt cả. Sau khi mà giải quyết xong, hai vợ chồng của chị Phượng mới đi sang ở bên nhà của ba mẹ vợ. Vô cũng ăn uống xong xuôi hết. Tới khoảng 8 giờ mấy tối là chị cũng mệt trong mình rồi, chị mới đi vô ở trong mé buồng á. Ở trong buồng là có một cái giường đặt ở cạnh bên cửa sổ. Thời điểm đó không có điện gì hết trơn á, đâu có quạt máy như bây giờ đâu. Trời nóng nực quá nên là chị mở hẳn cái cửa sổ bên vách ra luôn, cho gió luồn vô để mát. Chị Phượng thì ở trong buồng có một mình, còn chồng của chị đang ngồi uống trà với ba vợ ngoài ngoại. Trong lúc mà chị đang nằm ở rỗng, cả nhà mới nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Phượng luôn. Lật đật chạy vô là thấy mặt mày của chị Phượng xanh le xanh lét à, mà chị còn ngồi ngã ra phía sau nữa. Gia đình không hiểu gì trơn mới chạy lại hỏi: "Ủa Phượng, Phượng, con bị gì Phượng?" Anh chị em rồi ba mẹ ai cũng sáng vô hỏi hết. Mà chị Phượng hồi đó chị sợ quá, thở hơi lên không, chị cứ chỉ ra ngay chỗ cái mé cửa sổ: "Trời ơi, đóng cái cửa sổ lại giùm em." Chị cứ thở hơi lên rồi chị làm vậy á, có vẻ rất là sợ mà không biết chị sợ cái gì đó ngoài cửa sổ. Thằng em trai của chị cũng nhanh chóng chạy lại rồi đóng kín cái cửa lại. Thì cho tới khi chị bình tĩnh chị mới kể: "Hồi nãy chị đang nằm trên giường nè, thiêu thiêu ngủ rồi, chị mới nghe bên cửa sổ cái gì đó sột sột." Chị Phượng nhìn ra là thấy vẻ mặt kinh dị của một cái người phụ nữ hơn 30 tuổi một chút xíu. Tóc tai của bà dài qua vai nhưng mà có điều nó xù với rối lắm. Hai cái hốc mắt của bà nó đen thụ lùi, nó sâu quắm à. Còn cái miệng của bà, cái môi đỏ chót mà ở đó máu nó còn chảy ra ở đầy miệng mồm của bà hết. Bà thò cái cánh tay từ ngoài cửa sổ, thò dài vô. Sau đó cái bàn tay xương xóc với những cái móng tay mà nó sắc nhọn dữ lắm cào lên trên bụng của chị. Cái bà đó, cái giọng của bà trầm trầm trầm, bà mới nói: "Mày dám tiểu lên đầu tao hả? Tao bắt con của mày đi." Bà vừa nói bà vừa nghiến răng, mà bà nói tới đâu là máu trong miệng của bà cứ ọc ọc ra tới đó. Rồi bà cấu lên trên bụng của chị. Cái lúc đó chị hốt hoảng quá, chị lùi lại phía sau, chị la lên. Chị giật mình, chị quơ vào để bảo vệ cái bụng của chị nè. Tại vì đứa nhỏ lúc đó là còn hơn nửa tháng nó sinh ra, cái bụng của chị nó bự chà bá rồi.
Chị thấy cái cảnh nó sợ quá la hét lên thì gia đình chạy vô, cái con quỷ đứng ở bên mé cửa sổ nó đã biến đâu mất tiêu rồi. Chị Phượng cũng không biết tại sao mình lại thấy có một con quỷ khủng khiếp như vậy, nó muốn bắt con của mình đi. Chị quên hẳn đi cái vụ hồi chiều là chị có tiểu lên trên một cái hũ sành, chị hoàn toàn không có nhớ ký ức đó. Tối ngày hôm đó sợ quá, nhưng mà chị Phượng ngủ chung với chồng nên là không có xảy ra thêm hiện tượng gì nữa hết. Tới sáng ngày 29, chị cùng với mẹ của chị đi ra ngoài chợ á, đi chợ mua sắm đồ đạc về để nấu nướng rồi cúng kiến đồ nữa. Trong khi đang đi chợ, có một cái bà lão ăn xin mới đi lại, thì chị nghĩ lại là cũng xin tiền, chị cũng cho cụ bà đó một ít. Sau khi mà cho xong, cái cụ bà đó cảm ơn, rồi cụ bà đó ngước lên nhìn chị. Khi mà nhìn chị ấy là bà trố mắt một hồi lâu, bà mới nắm chặt tay của chị, bà nói: "Ấn đường của con tối lắm, con ráng giữ gìn sức khỏe chứ bảo vệ đứa con nghe." Tự nhiên cái người ăn xin kia người ta nói như vậy. Mẹ của chị thì có thái độ không có thích lắm, do Tết tới rồi con mình sắp sinh nở nữa, cái cụ bà đó nói vậy đó. Rồi sau đó không có nói thêm gì nữa, cụ bà đó quay lưng đi một hơi rồi mất tiêu luôn hả. Chị với mẹ của chị cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, với lại là thêm cái sự kiện đêm ngày hôm qua nữa nên hơi sợ sợ. Nhưng mà giống y chang như lời của cụ bà kia nói, tới chiều ngày 29 cái bụng của chị nó đau quằn đau quại luôn, đau khủng khiếp, nên cả gia đình bắt buộc phải đưa chị lên trên bệnh viện. Sau khi mà chích thuốc xong á, chị buồn ngủ quá chị mới thiêm thiếp đi. Trong cái lúc mà nằm ngủ, chị đã thấy con quỷ kia nó hiện về, nó đứng ở ngay tại trong bối cảnh của bệnh viện này luôn, đứng ở cạnh bên cái giường của chị nè. Cái tay của nó thì thò ra bóp lấy cái bụng của chị cảm nhận được cái bụng đau quằn quại luôn, mà ở trong giấc mơ thì chị không có cựa ngoậy chống trả gì được hết. Cái con quỷ bữa hôm nay cái mặt của nó nhìn nó cười gian xảo lắm, nó vừa vuốt cái bụng của chị vừa nói: "Mày ráng sinh đi, mày sinh đi rồi đưa nó cho tao." Cái con quỷ nó vừa nói vừa cười mà cái giọng của nó nghe thấp ghê lắm. Sau khi mà chị nằm mơ tới lúc đó chị sợ hãi, giật mình ngồi bắn chạy liền. Chị ngồi bắn chạy thì cái lúc đó cái bụng của chị nó lại đau quằn quại thêm một tập nữa. Bây giờ chị đã có dấu hiệu đi sanh rồi. Trong khi người ta dự kiến là còn phải 2 tuần hơn nữa thì chị mới sanh. Mà bây giờ thì tử cung của chị nó đã nở rồi, chị dở nó ói tùm lum. Bác sĩ cũng đưa chị vô để chuẩn bị đỡ đẻ. Không có ngờ là chị lại sanh sớm hơn dự định như vậy. Rồi vô trong cái lúc mà sinh, chị đau đớn khôn cùng luôn, do chị sinh thường. Có điều cái lúc đó là thỉnh thoảng chị thấy bóng dáng của con quỷ, nó đứng ở phía sau lưng của người bác sĩ. Nó đứng mà nước miếng và máu trong miệng của nó cứ chảy ọc ọc ra. Cái chỗ hố mắt của nó không thấy con mắt, mà thấy một cái chấm sáng ở trong con mắt nó sáng quắc lên. Nó nhìn chằm chằm chị như là nó thèm thuồng đứa con lắm. Thỉnh thoảng chị còn nghe ở bên lỗ tai: "Ráng rặn đi, mày rặn đi rồi đưa nó cho tao lẹ lẹ." Cái con quỷ đó nó nói như vậy á. Chị Phượng thì chị rất là sợ, nhưng có điều cái lúc đó đau điếng quá rồi, chị chỉ biết là chị phải cố gắng sinh cái đứa nhỏ này ra. Trong khi mà chị gần sinh được cái đứa em bé là chị thấy cái người của chị nó uể oải lắm rồi, chị muốn bỏ cuộc. Mà có điều cái cơn rặn á, nó khiến cho chị thôi thúc. Chợt cái lúc đó chị thấy ở đứng kế bên cạnh chị á, là có 2 cái bóng đen thùi hà. Một cái bóng của một người đàn bà với lại cái bóng của người đàn ông. Chị nhìn do tối quá không có thấy mặt mũi đó là ai. Nhưng có điều 2 cái bóng đen đó nhào vô rồi đánh đuổi con quỷ kia đi. Chị thấy cảnh đó rõ ràng, nhưng do cái lúc đau đớn quá chị cũng không có còn suy nghĩ gì nữa hết. Và rất là may mắn, cuối cùng thì chị đã sinh ra em bé mẹ tròn con vuông, chị đẻ được một bé gái. Gia đình cũng rất là mừng rỡ, nghĩ là cái chuyện mà chị gặp quỷ là do chị sợ hãi quá rồi chị mới hình thành cái ảo giác như vậy thôi chứ không sao. Rồi gia đình cũng đưa chị về ở dưới nhà mẹ nè để mà chăm sóc cho chị. Trong cái lúc đó chồng của chị phải quay trở lại ở trên công việc của ảnh, ảnh phải làm trực xuyên qua Tết luôn chứ không có nghỉ được. Cho nên chồng của chị Phượng phải để chị với đứa nhỏ ở lại sang nhà mẹ vậy nè, để cho ba mẹ phụ chăm sóc. Sau khi mà đứa nhỏ về á, là ba mẹ thấy ở trên tay trái của đứa nhỏ có một cái vết bớt mà nó nhỏ xíu như cái hạt đậu thôi. Một cái vết bớt cái màu nó đỏ sẫm luôn.
Rồi qua mấy ngày sau á, càng ngày cái chất bớt đó nó càng bự, càng bự, càng bự, giống như nó lan dần ra vậy á. Và cái đứa nhỏ này nó cũng có thêm một cái điều đặc biệt nữa, là buổi sáng á, nó bú xong rồi nó ngủ rất là ngoan, mà cứ trời vừa sập tối là nó khóc ngoé lên, nó la làng, nó gào thét dữ lắm. Rồi mỗi lần mà nó khóc la ở bên cái giúp bớt mà hình hạt đậu của nó là thấy nó càng bự, nó càng lan ra nữa. Từ một cái giúp bớt nhỏ xíu như cái hạt đậu rồi đến nó bự lên như cái quả trứng gà vậy đó. Ở nhà không có hiểu gì sao là con của mình nó lại bị như vậy. Tới hết cái tuần thứ nhất sau khi mà chị Phượng về nhà nằm ở cữ vậy nè, chị đang nằm với đứa con. Xung quanh thì được mẹ giăng mùng kỹ càng rồi để không có cho muỗi, còn ở dưới thì cũng để lửa than hay hơ lửa than như vậy đó. Buổi khuya ngày hôm đó chị cũng đang nằm ngủ thì chị nghe bên cửa sổ có gì đó rột rột, mà lúc này cái cửa sổ không có mở đâu, đã đóng kín hẳn lại rồi. Chị mới hé mắt ra thì chị thấy cái cửa sổ nó bay phất phới vậy nè. Rõ ràng cái cửa sổ của chị á là nó bằng lá thiệt, nhưng có điều nó cũng nặng lắm. Gió ở ngoài cũng thổi nhẹ 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 hà, đâu có mạnh tới mức mà thổi cho cái cửa sổ nó văng ngược lên trên được. Chị nhìn xuyên qua cửa sổ, chị lại tiếp tục thấy cái con quỷ kinh chị hôm bữa, mà bữa nay nó về nó không có nhìn chị nữa. Nó có đứng ở ngoài, nó nhìn con của chị chằm chằm luôn, mà nước miếng của nó chảy dài 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 lẫn với mấy cái máu đen á. Khi mà nó đứng gần ở ngoài kia là đứa nhỏ trong này nó đã khóc ngoé lên rồi. Cái con quỷ chị thấy rõ ràng là nó thò cái bàn tay từ ngoài vô. Cái bàn tay của nó nhìn nó vừa đen mà nó vừa xanh xanh nữa. Nó thò, nó uốn éo giống y chang là một con rắn. Sau đó cái tay nó xuyên qua cái mùng rồi chuẩn bị là nhào tới con của chị nè. Theo bản năng của một người làm mẹ là chị ngồi phắt lên, chị ôm con của chị liền. Chị ôm con xong cái chị mới né qua là cái vai của chị đụng phải cái tay con quỷ kia. Chị cảm nhận được cái móng tay của nó chĩa lên trên lưng của chị đau đớn quá, chị gào thét lên. Rồi ba mẹ, anh chị em ở trong nhà mới chạy vô trong phòng của chị. Lúc đó con của chị thì nó khóc dữ quá, rồi còn chị ấy, bị cái vai xong mà nó đau đớn. Mẹ của chị mới giặt thử cái vai ra, là ở trên cái vai của chị nó có nguyên một cái vết, nó bầm tím mà nó kéo dài một khúc luôn. Mẹ chị thấy cảnh nó còn sợ. Về cái vụ của con quỷ này, sau khi mà đã đẻ em bé xong rồi mà tới bây giờ chị vẫn còn gặp như vậy, rồi con chị cũng có những cái hiện tượng rõ ràng. Nên mẹ của chị với ba mới quyết định là đi tìm gặp một cái người thầy này để có thể giúp được gì cho chị hay không. Sau khi tới nhà của người thầy á, thì trình bày sự việc là vậy vậy đó. Cả người thầy và gia đình cũng tò mò tại sao cái con quỷ kia nó lại xuất hiện và muốn đeo bám chị Phượng rồi bắt con chị như vậy. Để hiểu rõ được nguyên nhân, người thầy bắt đầu hỏi lần lần ra. Thì hỏi ra một hơi á, chị Phượng mới chợt nhớ lại cái sự việc cái đêm ngày 28 là chị có đi tiểu ở cặp mé đường và tiểu lên một cái chậu sành gì đó. Ông thầy ông nói chết rồi, cái này là tiểu lên trên mấy cái hũ chứa đựng linh hồn của người ta. Ông thầy ông bấm bấm một hồi nữa thì cái mặt của ông có vẻ hơi xám xám lại một chút. Ông thầy mới lấy ra ba cái lá bùa, mà ba cái lá bùa này là khác nhau hết. Dặn ba về là phải dán ở cái chỗ nhà phía sau là 2 lá, còn ở phía trước là dán thêm 1 lá nữa, dặn là dán kỹ càng như vậy. Về nhà là ba của chị Phượng cũng theo lời ông thầy chỉ, là đầu tiên đi ra ở phía sau nhà cái lá bùa nào là dán ở đâu ở đâu. Khi mà ba vừa mới dán tới cái lá thứ hai thôi, tự nhiên ở ngoài trời á, giông nó kéo tới, gió thổi hù hù hù. Sau khi mà đi cái người thầy đó xong mới về nhà là cái lúc 7 giờ mấy tối rồi, ở ngoài trời tối thùi mà còn giông gió như vậy nữa. Trong khi cái ngày hôm đó là còn đang trong mùa xuân mà, chứ đâu có mưa gì đâu, mà giông gió kéo tới thì ghê lắm. Ba đang đứng ở trên cái ghế đẩu giới giới để dán cái lá bùa, thì cái ghế của ba tự động nó ngã xuống một cái rần, cả người của ba cũng té theo. Cái chân của ba té sưng cái đầu gối luôn. Rồi ba la hét lên, mẹ mới chạy từ sau chạy xuống. Rồi chị Phượng cũng đi ở trong nhà, rồi anh em cũng đổ ra hỏi là ba bị gì vậy. Ba không ngớ người luôn, ông không biết là bị gì trơn á. Nói là trời ơi, tao đang dán lá bùa, đứa nào đạp ghế tao té đau quá. Ba cứ khẳng định là có ai đó đạp ghế, chứ cái ghế này là 4 chân, ba đứng cũng đâu có phải là siêu dẻo gì đâu, mà sao tự nhiên té ngã như vậy, nó quá là kỳ. Khi mà ba vừa nói dứt câu là ở xung quanh mấy cái cửa sổ nhà nó đập
rầm 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 rầm. Rồi cái cửa ở trước nhà là bằng cửa cây luôn, mà nó cứ quạt vô quạt ra, nghe cái tiếng thì ghê lắm. Cái lúc đó là biết có chuyện không lành rồi, ba mới kêu cái thằng Út ở trong nhà nè chạy thiệt là nhanh qua ở bên nhà của cái người thầy mà cho mấy cái lá bùa này nè. Ông thầy đó tên là ông thầy Hai, chạy qua kêu ổng đi, nói là có điềm không lành rồi. Cả ba mẹ và chị Phượng cũng cảm nhận rõ ràng là hình như con quỷ kia nó đang phẫn nộ bởi vì ba dán mấy cái lá bùa đó, và nó đang tới rất là gần, ai cũng cảm nhận được hết. Trong cái lúc gia đình còn đang hoảng sợ như vậy, quay qua quay lại thì chị Phượng này bà đi đâu mất tiêu rồi. Ba mẹ của chị cứ nghĩ là chị đi vô trong phòng á để chị ôm ẵm đứa nhỏ ra. Mới kêu cái người em nè, em của chị Phượng đi vô trong phòng kêu chị ra đi. Khi mà cái đứa em vừa mới đi vô, nó chạy vô xong rồi nó la, nó hét mặt mày miếu máu, nó bò lăn bò lết ra ở ngay chỗ ba mẹ của chị Phượng nè. Ba mẹ cũng biết chị Trân hỏi: "Trời ơi, Tí ơi mày làm gì Tí?" Em của chị Phượng á mới chỉ vô trong nói: "Quỷ, quỷ, quỷ." Nó vừa khóc nó vừa nói như vậy đó, rồi cả nhà lật đật chạy vô. Khi mà vô tới trong buồng chỗ mà chị Phượng nằm á thì thấy thấy chị Phượng đang ngồi trên giường á, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt này là người ta biết đây không phải là chị Phượng rồi. Bởi vì cái con mắt của chị Phượng nó đã trợn trắng giả, cái tròng đen không có hề thấy đâu hết. Mặt mày của chị nó xanh lè xanh lét hà. Tóc của chị hồi đó thì nó bù xù lên, nhìn thần thái với cái kiểu nói chuyện á, là không có phải chị. Ở trong miệng của chị nước miếng nó còn chảy đầy hai bên mép. Còn cái đứa nhỏ hồi đó không phải là chị ẵm hay là nó nằm ở một góc đâu. Một tay của chị Phượng á, thì đang cầm một cái chân của đứa nhỏ mà cầm sóc ngược lên, cái đầu chúi xuống mé đất á. Còn một tay còn lại cứ luôn miệng là chùi chùi nước miếng. Ai thấy cảnh nó cũng sợ hết. Mà trên miệng của chị Phượng cứ nở một cái nụ cười, bà nói: "Cuối cùng cũng tới cái ngày này rồi. Nó phải là của tao." Vừa nói xong cái lúc đó là ở ngoài nghe cái gì la cà la cạch, là cái tiếng của thằng em nó đang chạy về, rồi dắt theo là cái ông thầy Hai kia. Ông thầy Hai mới đi thiệt là lẹ, bởi vì cái lúc mà đứa em vừa mới ra, ông thầy cũng đã bấm quẻ được, rồi ông đang trên đường là tới nhà của chị Phượng rồi, cho nên mới tới nhanh được như vậy đó. Rồi vô xong á, khi mà ông thầy với con quỷ đó giáp mặt với nhau rồi, con quỷ mới thả cái đứa nhỏ xuống. Mà cái lúc nó thả đứa nhỏ nó muốn gãy cần cổ luôn, nó giục lên trên giường mà nó giục buông thõng cái tay ra. Mà hên là con của chị Phượng nó không có bị sao hết. Cái lúc đó nghe cái ông thầy với con quỷ rồi nói chuyện, con quỷ nó nhắc là cái gì đó mà thù hận 10 năm hơn của nó chứ cái ông thầy này chưa có được giải quyết, mà bữa nay lại gặp nhau ở đây nữa. Những người thân trong nhà của chị Phượng nghe thì đâu có hiểu gì đâu, có biết vụ gì. Nhưng mà sau đó thì hai bên mới bắt đầu là thấy đánh nhau. Ở bên ngoài vẫn là diện mạo của chị Phượng, mà cái con mắt của chị Phượng là bây giờ nhìn nó lờ đờ thấy ghê dữ lắm. Chị Phượng mới nhào lại thấy là đánh đấm ông thầy. Chị Phượng như bảo có giỏ gì đó, bà nhảy từ trên giường bà phóng xuống. Rồi cái lúc cái cảnh này mới ghê nè, bà leo lên trên cái vách tường nhà. Dù là ở xung quanh nhà cũng được đóng bằng mấy cái be cây, mà đâu có ai mà chạm tay mà có thể bước lên trên cái vách tường vậy được. Vậy đó mà chị Phượng hay bà bò như cái con thằn lằn vậy đó. Khi mà bị ông thầy đánh qua một cái, bà bò dính vô ở trong cái mé vách cây rồi, bà mới bò ngược ngược lên trên trần nhà. Rồi gia đình thấy cảnh đó hoảng hốt khủng khiếp luôn. Rồi ông thầy với con quỷ này hai bên mới nhào vô sáp lá cà một chút xíu. Ông thầy á, ông nói là không ngờ mới có 10 năm mà con quỷ này á, nó đã mạnh được như vậy rồi. Thì đánh một hồi thấy là ông thầy ông khạc ra máu. Gia đình cũng sợ hãi dữ lắm, giờ không biết làm sao, cứ ngồi đó run run không à. Còn mấy cái lá bùa mà sớm ông thầy cũng đưa á, bây giờ đâu có tác dụng gì đâu. Dán là để không cho con quỷ nó vào nhà. Còn giờ con quỷ nó ở trong nhà, nó đã nhập vô trong cái xác của chị Phượng luôn rồi. Đánh qua đánh lại một hồi ông thầy có vẻ rất là yếu thế. Cái ông thầy ông mới kêu: "Có nước đá đồng tử không? Lấy cho tôi một chén đi." Ông thầy ông hét lớn lên như vậy thì trong nhà là có hai thằng nhóc. Tụi nó là sẽ có cái loại nước thánh đó mà có điều kêu ra đứng rặn hoài hơn 2 phút đồng hồ mà không có tiểu ra được miếng nào hết trơn á. Do mấy đứa nhỏ nó sợ hãi bởi cái cảnh này quá. Ông thầy bị con quỷ cái đánh một hồi cứ tưởng là ông sắp thua rồi.
ai dè hên một lúc là cái đứa nhỏ nó thấy nó sợ quá, rồi sẵn là nó tiểu ra luôn, nên cuối cùng đã hứng được một chén. Chạy lại đưa cho ông thầy thiệt nhanh, sau đó ông thầy mới lấy cái chén nước tiểu đó, rồi ông đọc chú gì đó, trì. Ông mới lấy cái chén đó, ông hất thẳng lên trên người của chị Phượng. Rồi ông còn giục mấy cái lá bùi đó tung tóe cái nhà của chị là y chang trong phim Hồng Kông luôn. Sau khi mà đánh nhau thêm một hồi nữa, con quỷ nó yếu rồi. Cái chị mới ngã một cái rần lại phía sau, cái người của chị Phượng nó nằm đập thẳng xuống dưới đất luôn. Lúc đó là con quỷ đó nó đã thoát ra rồi. Ông thầy đã thủ sẵn một cái bình hồ lô, ông mở cái nắp ra rồi cái con nó bay thẳng vô trong bình luôn. Một cái cảnh tượng đó là y chang trong phim, cả gia đình của chị Phượng đều chứng kiến được. Trước cái lúc mà chị ngã là có một cái luồng khói nó đen xì lì à, nó đen giống như là mình đốt mũ cao su á, nó thoát ra khỏi cơ thể của chị. Làm tới cái bước đó rồi á, thì ông thầy cũng mệt quá, ông ngã quỵ xuống. Ông kêu là gia đình lại đỡ chị Phượng lên đi, rồi cũng đỡ chị Phượng lên. Hồi đó con mắt của chị đã nhắm rồi, mà tội nghiệp đứa nhỏ hồi nãy giờ nó nằm ở một bên nó khóc quá trời khóc luôn. Sau khi mà mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, ông thầy mới nói gia đình. Nguyên nhân mà con quỷ nó đi theo nó ám chị Phượng này nè là do chị đã tiểu lên trên cái hũ đó. Mà cái hũ này hơn 10 năm trước, chính cái ông thầy hai nè, ông đã trấn áp cái con quỷ đó. Rồi thầy hai mới để cái hũ đó là ở trong cái miếu của thợ thổ địa ở đây, để cho thổ địa sẽ cai quản cái con quỷ này. Khoảng thời gian sau này người ta bắt đầu làm đường rồi đổ bê tông lên, chứ lại là sang ra cái mặt đường nó rộng hơn nữa. Không biết cái ngôi miếu đó đã bị đổ xi măng đồ lên. Trong cái lúc mà họ tới họ sang bằng đường á, nhiều khi là mấy cái máy múc á, đã múc cái hũ này văng qua một bên. Người ta đâu có để ý đâu, nhìn cái hũ nó y chang như là một cái hũ đựng trụ hay là đựng đồ này kia thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Khoảng thời gian hơn 10 năm, cái hũ đó nằm im một góc. Cho tới cái ngày mà hôm bữa chị Phượng tới, chị tiểu, cái dòng nước nó mạnh quá đã xối trôi đất đi. Chính vì xối trôi cái lớp đất đó đã giải phóng linh hồn con quỷ nó mới thoát ra. Do nó đã hút được cái phần dương khí của chị, nó muốn bắt thêm cả cái đứa con luôn để mà nó gia tăng sức mạnh của nó. Chính vì vậy mà con quỷ nó mới có một cái sức mạnh mà nó đánh ông thầy tới mức ho ra máu. Mà cũng hên cuối cùng thì con quỷ này nó đã bị thu phục rồi. Và đúng thiệt, sau khi người thầy kia đã làm xong xuôi hết rồi á, thì chị với đứa con không có gặp thêm những cái hiện tượng gì hết. Cái vết bớt ở trên tay của con gái chị á, tự động nó mờ dần dần rồi nó biến mất hẳn luôn. Hồi xưa á, thì âm thịnh dương suy, ma quỷ nó lộng hành ghê lắm. Chứ như bây giờ của mình á, thì đỡ đi những cái hiện tượng ma quỷ nhiều rồi. Nhưng mà đâu đó ở những cái góc khuất, những cái chỗ nào mà có những cái người mà họ chết không có được như bình thường, họ chết còn oan ức nhiều quá, nên vong hồn của họ mới vẫn còn lẩn quẩn ở đó. Rồi đây là câu chuyện thứ nhất, bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai ha. Câu chuyện này á, là Như được chị Hương gửi lại cho Như. Lần đó là chị Hương đi sang bên nhà của nhỏ bạn chị á, bạn của chị tên là chị Oanh, sang ở bên bển để mà qua chơi rồi ngủ nhờ lại đêm. Ở bên nhà của chị Oanh á, có tổng cộng là 3 người, chị Oanh với ba mẹ của chị. Lần đầu tiên mà chị Hương bước vô trong phòng của chị Oanh á, cái điều mà chị để ý nhất đó chính là có một cái kính. Cái kính này xung quanh là được dát bằng cái viền gỗ rồi. Cái kính này nó bự lắm, mà có điều cái kính nó để bên hông giường của chị. Cảm giác nó kỳ lắm, khi mà mình đang nằm ngủ mình thấy cái kính vậy, giống như mình vừa ngồi dậy hen, mình dậy là nhiều khi mình còn bị hú hồn đó. Chị Hương mới hỏi: "Ê Oanh, sao mày để cái gương ngay chỗ này nhìn thấy ghê quá vậy mày?" Chị Oanh chỉ mới nói: "Trời ơi, cái gương này là của bà nội tao, hồi trước bà mất rồi bà mới để lại cho tao đó." Chị Hương nhìn cái tấm gương này, bề ngoài của nó nhìn cũ kỹ lắm rồi. Thậm chí là ở trên tấm gương nó có những cái vết bị trầy xước á. Chị mới nói: "Trời ơi, cái gương này nó cũ lắm rồi, sao mày cũng thay cái mới luôn đi?" Chị Oanh chị mới nói: "Thôi mẹ ơi, cái này là kỷ vật của bà nội tao." Chị Hương mới nói thêm nữa: "Mà mày để cái gương sao mày để ngay chỗ giường ngủ kỳ cục vậy mày?" Chị Oanh kia mới lại tiếp tục giải thích: "Tao không biết nữa mày, mà tao để đây tao có cảm giác cho bà nội ở gần tao, tao thấy an toàn lắm."
Khi mà nghe nhỏ bạn mình nói vậy, chị Hương bà nổi sởn sởn hết trơn da gà. Những khi mà chị Hương bước vô trong phòng của chị Anh này nè, chị Hương hay cảm nhận được có một cái đôi mắt nào đó đang dõi theo chị, nhìn lén chị á. Chị thấy nó khó chịu mà nó kỳ coi lắm, vô cứ thấy nó sợ sợ làm sao. Và chị Hương mỗi lần mà nhìn cái tấm gương á, chị thấy là cái tấm gương này nó không có vừa mắt mình chút nào hết. Tại vì cái kiểu để của nó kỳ cục quá, để ở bên giường á giống như là mình đang soi cái giấc ngủ của mình á, cảm giác nó sợ lắm. Rồi bản thân chị Hương trước giờ cũng có coi nhiều cái bộ phim kinh dị mà thấy gương để như vậy cái chị tưởng tượng tùm lum, chị cũng ớn lắm. Chị nhớ là chơi tới khoảng 6 giờ mấy là chưa có vô phòng đâu, chị để cái đồ gì đó trong phòng của chị Oanh á mới đi vô trong phòng lấy. Và khi bước vô là chị Hương vô có mình à. Vừa mới lấy đồ xong, chị Hương mới nghe. Ê! Chị Hương nghe cái âm thanh đó rõ ràng, chị quay lại thì không có hề nhìn thấy ai hết. Chợt cái lúc đó là ở bên lỗ tai của chị nghe thổi một cái phù, như là ai đó thổi trong lỗ tai của chị. Rồi cái cảm giác nghe, chị vừa sợ mà nó vừa nhột, khó diễn tả dữ lắm. Chị sợ quá trời luôn, chị nhanh chóng bước một cái dèo ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khi mà chị vừa đóng cái cửa phòng lại, hình như chị thấy là ở bên trái mắt của mình vừa mới nhìn thấy cái gì đó lạ lạ, chị mới mở hí cái cửa ra. Khi mà chị mở hí cái cửa sao mà chị thấy nó nổi da gà quá, chị ớn quá, chị đóng cửa cái rầm lại, chị mới chạy thẳng ra với gia đình của chị Oanh ngoài kia. Rồi tới cái lúc mà buổi tối ngủ nè, tới cái đêm hôm đó nó mới kinh dị dữ dằn. Chị Oanh với chị Hương á, thì hai người nằm ngủ chung trên một cái giường. Mà do chị Hương á, từ cái lúc đầu vô chị đã sợ với cái tấm gương mà để ngay chỗ cái giường ngủ vậy rồi. Chị mới nói chị Oanh, ê Oanh ơi, tao lấy đồ tao che cái gương lại nghe, để vậy tao sợ quá ngủ không được. Chị Oanh vậy mới nói, ừ mày làm gì làm đi. Chị Hương mới lấy một cái miếng mền á, ở trong phòng có mấy cái mền lận, lấy cái mền che kín lại ở cái chỗ tấm gương này. Sau khi mà che rồi á, ở trong lòng của chị Hương mới cảm thấy bớt sợ hãi đi phần nào. Có điều cứ trong chốc chốc là chị quay qua thấy cái mền nó đã rớt xuống từ hồi nào không hay, để lộ ra cái tấm gương. Chị vừa mới bật ngồi dậy là cái hình hài của chị nó phản chiếu trong gương. Chị nhìn thẳng vô, chị rất là sợ, chị cảm giác như là cái người trong gương không có phải là chị mà có ai đó đang nhìn chị hay sao á. Trời, chị ớn lắm, cái chị cũng nhanh chóng lấy cái mền á, chị lại trùm cái tấm gương đó lại, rồi cứ nằm trằn trọc không có ngủ được. Bạn của chị hơn 10 giờ nó díu con mắt nó ngủ mất tiêu rồi. Còn chị Hương á, bà cứ nằm đó, bà lăn qua lộn lại một hơi. Nhìn quay qua cái tấm gương kia, cái mệnh đã rớt nữa, rớt từ hồi nào rồi. Mà rõ ràng là cái lần hồi nãy để đảm bảo cho cái mệnh nó không có rớt xuống á, chị có lấy đồ dằn lại luôn. Mà sao giờ nó rớt xuống nữa rồi. Chị hơi ớn rồi, chị mới ngồi dậy. Chị vừa ngồi dậy cầm cái mền lên, ngay khi đó chị thấy là đứng ở phía sau lưng của chị á, là hình bóng của một cái bà cụ, lưng của bà còn tôm lại, tóc á thì cúp cái lỗ tai chút xíu vậy nè, uốn nó hơi xù xù lên. Mà cái mặt của bà nhìn nó trắng xác à, mà không biết sao cái bà đó nhìn có vẻ giận dữ vậy lắm. Chị hết hồn hết vía, chị mới hớt một cái, quay lại đằng sau. Thì ở sau lưng của chị chỉ là một cái luồng hơi lạnh kỳ lạ thôi, chứ chị không có thấy gì hết. Chị mới nhìn lại vô trong kính. Khi mà chị nhìn chằm chằm lại trong kính rồi, chị đâu có thấy cái bóng gì đâu, chỉ có mỗi cái hình ảnh của chị là phản chiếu trong gương thôi. Rồi cái đèn ngủ ở phía sau, ngay khi đó nó bắt đầu là nó chớp tắt, chớp tắt. Ở trong phòng của nhỏ bạn chị là để một cái đèn ngủ cái màu nó hơi ánh vàng một chút. Tự nhiên á, nó chớp tắt vậy chị sợ quá. Chị lấy cái mền đó, chị thải một cái dèo lên để mà che cái tấm gương đó. Chị thải lên cái mền nó lại rớt xuống. Giờ chị sợ quá không biết làm sao mới khều nhỏ bạn dậy. Chị khều lên chị nói, ê mẹ ơi, tao thấy sợ quá. Thôi mày che cái tấm gương hoặc mày đem dẹp giùm tao được không? Mà bạn của chị nói, không, mày cứ để đại đi, mày lấy mền mày che lại thôi chứ có gì đâu. Tại mày qua nhà tao mày lạ chỗ vậy đó. Chị Hương chỉ nghĩ, ừ, cũng có thể là mình qua đây mình lạ chỗ thiệt, mình không có quen nên mình mới bị ảo tưởng rồi mình gặp những cái hiện tượng như vậy thôi chứ không có gì hết. Chị mới nằm xuống nhắm mắt thêm một hồi nữa. Chị đang nhắm mắt chị mới nghe cái tiếng bước chân ai đó từ ngoài cửa bước vô. Chị mở hé con mắt ra coi ai đang đi vô vậy. Mà chị nhìn hé ra ngoài cửa thì không thấy ai hết.
Có điều cái tiếng bước chân á, là bây giờ nó đang dang dọng từ bên cái hướng của cái gương nè. Chị lý con mắt nhìn qua cái gương thì hồi này cái mền nó đã rớt xuống nữa rồi. Và ở trong cái gương là phản chiếu hình ảnh của một cái bà cụ y chang hồi nãy luôn. Bà cụ đang bước ở cái dãy hành lang từ xa, rồi bà đang bước gần 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 lại. Chỉ có hình ảnh của bà phản chiếu ở trong gương vậy thôi. Trời ơi, chị sợ hãi tột cùng luôn. Chị la làng lên, chị quýnh nhỏ bạn của chị ở bên bóp bóp. Chị anh ở bên kia mới hú hồn hú vía dậy hỏi: "Trời ơi, cái gì vậy mày, cái gì vậy mày?" Hối quá trời luôn. Mà chị Hương thì bản thân của chị sợ quá, chị méo máu luôn. Chị chỉ qua bên gương, chị nói: "Có ma trong gương kìa mày ơi, có ma, có ma." Chị Oanh nghe vậy cũng hết hồn, mở sáng đèn lên. Nhưng mà khi cái đèn mở sáng trưng thì không có còn nhìn thấy gì nữa cả. Cái chị Oanh mới nói lạ: "Trời ơi, mày ngủ được không? Bữa nay chắc mày lạ chỗ á." Chị Hương dù rất là sợ nhưng bây giờ cô không biết phải làm sao hết trơn á. Chị nằm ở đó một hồi mà chị ôm cứng nhỏ bạn chị luôn. Nằm thêm một xíu nữa, chị Oanh cũng đã chìm vô trong giấc ngủ rồi. Còn chị Hương chỉ nhắm mắt để đó thôi chứ không có ngủ được. Trong khi đó, chị cảm thấy cái người của chị sao mà nó lạnh từ từ, từ từ, từ từ. Chị mở mắt ra thì chị thấy là cái mền của chị đang bị kéo xuống, kéo nhẹ 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 thì một hơi cái mền kia nó chuẩn bị là kéo phăng xuống luôn. Chị mới hết hồn ngồi dậy chụp lấy cái mền. Khi mà chị chụp cái mền á, cái người của chị không biết sao mà lộn thẳng lộn mèo xuống ở dưới mé giường luôn. Sau khi mà lộn té xuống mé giường á, là cái mền của chị bây giờ nó đang kéo xuống một phần ở dưới cái gầm giường rồi. Và ở trong cái gầm giường này chị thấy chính là cái bà lão hồi nãy. Bà ngồi chồm hổm, cái lưng của bà khom mộp xuống sát dưới mé đất luôn. Cái tay của bà nhìn sao mà nó xám xịt rồi nhìn kinh dị dữ lắm. Cái mặt của bà thì hậm hực lắm, bà trợn cái con mắt lên nhìn chị. Chị Hương thấy con mắt kinh dị đó, chị sợ quá ngã ra, chị lại la lên rồi chị đập đầu vô trong ngay chỗ cái mé gương, cái gương nó ngã xuống một cái rớp đè lên trên cái người của chị nữa. Chị Oanh nằm trên giường nghe cái gì động tĩnh lớn quá, chị cũng giật mình dậy, mà chị Hương hồi đó chị còn khóc méo máu thôi chứ còn không có dám nói gì nữa hết. Chị Oanh cũng đỡ chị Hương lên rồi một hồi kêu là: "Thôi Hương, mày ra mày mở cửa đi, nằm ngủ không được á thì thôi, mày vô đây tao với mày thức luôn." Chị Hương cũng định là đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo chứ sao mà sớm giờ gặp cái gì vậy? Mình có bị ảo tưởng hay không chứ cái hiện tượng chỉ xảy ra ngắn thôi. Quay đi một cái nhìn lại là không có còn nhìn thấy nữa. Chị rửa mặt xong rồi chị sẵn là đi vệ sinh luôn. Chị đang ngồi ở trên cái bồn cầu, chị nhìn ra ngoài mé cửa là thấy có nguyên một cái bóng đen đứng ở ngoài ngoài. Sao mà trái tim của chị lúc đó nó đập rộn nhịp chứ lắm. Chị mới hỏi: "Ủa anh ơi, phải mày không anh?" Chị sợ lắm, líu nhíu hỏi vậy đó mà ở ngoài kia vẫn im bặt à, không có ai trả lời hết. Sao mà chị ớn quá. Chị hỏi: "Ủa mẹ, mẹ?" Là hỏi mẹ của chị anh đó. Ở ngoài kia vẫn im bặt. "Ủa ba, ba?" Ở ngoài kia vẫn là không có ai trả lời hết. Cái bóng nó đứng tù lù ở ngoài ngoài luôn. Giờ chị sợ quá không biết làm sao. Chị đi tiểu xong chị rón rén. Chị ra chị mở hí cái cửa thôi. Bởi vì chị nghĩ nếu bây giờ chị mở mạnh cái cửa quá, lỡ mà cái bà cụ kinh dị hồi nãy bà đứng ở ngoài nữa không biết làm sao. Thế chị mới hí cửa ra. Mà hên là cái lúc chị mở cửa ra thì hoàn toàn không có cái gì hết. Cái bóng đen kia mất tiêu rồi. Chị bước được có mấy bước à, ai đó ở phía sau lưng chị rồi xô chị té cắm đầu. Chị nhào mấy bước rồi do ở khu vực có chỗ nhà vệ sinh nè, nó trơn quá. Chị té cái đầu chị đập xuống sân một cục chù dù luôn. Rồi chị cũng lại tiếp tục khóc méo máu nữa. Lúc này chưa có biết nguyên nhân gì sao mình té, chị nhìn ngược vô trong nhà vệ sinh. Chị thấy chính là cái bà cụ đó, bà đang bước từ trong nhà vệ sinh bà bước ra. Bà bước xong bắt đầu bà khum cái người xuống, cái tay bà cũng bò mọp mọp gần lại chị. Cái lúc này là chị đã la làng rồi mà gia đình của chị Oanh chưa có chạy xuống kịp. Cái bà cụ mới bước gần tới, sau đó chụp lấy cái chân của chị mà kéo. Mà hên là cái lúc đó là ba mẹ của chị Oanh đã tới rồi, chạy xuống hỏi: "Hương ơi, con bị gì Hương?" Ba mẹ vừa mới lên tiếng một cái nhìn kỹ lại là cái bà cụ kia biến mất tiêu rồi. Chị Hương hồi đó sợ quá chị ngã ra xỉu luôn. Hơn 15 phút sau chị Hương mới tỉnh dậy.
Mẹ của chị Oanh hỏi là con bị gì vậy? Chị mới nói là con ở đây sao mà con gặp những cái hiện tượng ghê quá à, mẹ ơi, con gặp vậy vậy đó. Rồi con có gặp thấy một cái bà cụ. Cái mới hỏi kỹ lại là chị thấy như sao? Chị diễn tả kỹ lại hết thì ba mẹ của chị Oanh mới nói đây chính là bà nội của chị Oanh đó. Chị Hương mới ngớ người hỏi là ủa con có làm gì bà nội đâu, vậy sao mà bà nội giống như bà nội ghét con lắm vậy đó. Chị Oanh rồi đó mới nói vô: à chắc là mày chê cái tấm gương của bà nội tao đó, cái gương đó bà nội để lại cho tao, mày chê làm chi. Giờ nghe lại mới nhớ, ừ đúng rồi, hèn chi từ cái lúc mới vô mà chị đã chê quá trời nên bà nội ghét, bà nội hù chọc cho mấy vụ vậy là đúng. Ba mẹ của chị cũng kêu á, thôi ra thắp nhang xin lỗi bà nội đi, nói là bà nội cho con lại ngủ, đừng có chọc phá con nữa. Chị cũng nghe theo ra ngoài, chị nhìn cái tấm di ảnh, trời ơi, giờ này chị mới phát hiện ra cái tấm di ảnh đó chính là cái khuôn mặt của cái cụ bà mà chị thấy sớm giờ đó, chứ còn ai nữa đâu. Mà do vô trong này do chơi không à, bà nội mất lâu rồi, cái tấm di ảnh quả là cái hình rắn đen đó, cho nên chị nhìn đâu có biết đâu. Giờ nhìn kỹ lại rồi chị thấy kinh dị quá, chị cũng thành tâm xin lỗi bà nội của chị Anh. Rồi sau khi mà cúng xong đốt nhang á là chị ra chị nằm ngủ khỏe re, không có gặp thêm hiện tượng gì nữa hết. Và đó là câu chuyện thứ hai của chị Hương hen. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là như được chú Bo gửi lại cho Như. Chú Bo kể về cái sự việc này là xảy ra với gần nhà của chú Bo luôn. Hồi trước ở vị trí này á, là một cái chỗ khu vui chơi cho mấy đứa con nít. Nó có nào là mấy cái vòng đu quay, rồi có ngựa, có đu ngựa, rồi có xe điện đụng, có đầy đủ những cái trò chơi của con nít. Lần đó vào dịp cuối tuần rồi người ta đi chơi đông dữ lắm. Có một đứa nhỏ 3 tuổi mấy nó đi chơi cùng với mẹ của nó, rồi tới đây cũng chơi như bình thường thôi. Sau đó mẹ của đứa nhỏ mới cho nó lên để mà nó ngồi cái vòng đu ngựa. Mà thấy là đứa nhỏ nó nhỏ quá nên cái người nhân viên mới kêu là chị Linh ngồi chung với đứa nhỏ luôn đi. Có điều cái lúc đó đứa nhỏ nó không chịu, nó đòi ngồi mình, thì mẹ của nó cũng để cho nó ngồi mình ên luôn. Sau khi cái vòng đu ngựa nó quay được vài vòng rồi thì tốc độ của cái vòng quay nó cũng nhanh hơn. Cái đu ngựa nó từ ở dưới thấp bắt đầu nó bay dần 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 lên, cái lúc đó đu ngựa nó quay rất là nhanh. Rồi đứa nhỏ nó cười há há há, nó vui vẻ một hồi. Trong cái lúc mà nó sơ suất nó không có vịn hai cái đồ tay nắm ở hai bên nữa thì đứa nhỏ này nó bị văng ra rồi nó té lộn cổ xuống luôn. Từ ở độ cao của con ngựa xuống tới mé đất á, thì nó không có phải là quá là cao. Nhưng mà có điều sau khi đứa nhỏ nó té xuống nó lộn một cái là nghe một cái rắc. Cái cần cổ của đứa nhỏ nó bị gãy quẹo đeo luôn. Tức là đứa nhỏ này nó cũng tới số rồi. Chứ mà ở cái độ cao đó té xuống á, thì cùng lắm là bị ê mình mẩy hay là gãy tay gãy chân thôi. Còn đằng này đứa nhỏ nó gãy cái cần cổ rồi nó chết tươi ở ngay tại chỗ. Mà những người đi tham gia cái khu vui chơi ngày hôm đó ai cũng ngạc nhiên cả. Mẹ của đứa nhỏ đứng ở ngoài khi mà nhào lại á, là đã quá muộn màng rồi, chụp không có kịp nó. Sau khi đứa nhỏ này nó đã bị chết như vậy thì công an cũng tới điều tra. Rồi một khoảng thời gian là bắt cái chỗ khu vui chơi này đóng cửa, không có cho hoạt động nữa. Sau hơn một tháng điều tra thì khu vui chơi này người ta lại tiếp tục mở ra hoạt động, có điều ở khách thì tới vắng vẻ hơn. Trong cái khoảng thời gian đó dù là vắng nhưng mà mấy đứa nhỏ nó ghiền chơi quá, nó cũng đòi ba mẹ là dẫn ra ngoài này cho nó chơi. Khi mà ra ngoài này có một cái đứa nhỏ là đã nhìn thấy vong hồn của thằng nhóc chết kia. Trong cái lúc mà đứa nhỏ nó đang chơi cái nhà hơi á, mà nhảy nhúng cà tưng đó, nó đang chơi thì nó chạy ra nó kêu mẹ: mẹ ơi, có cái anh nào biết bay kìa mẹ. Nó ra nó nói vậy đó, rồi nó mới chỉ về cái hướng gần với cái chỗ mà đu quay của cái xe ngựa, nó nói là kìa cái anh đó đang bay đằng đó kìa mẹ. Mẹ của nó nhìn theo cái hướng chỉ thì không có thấy gì hết, mà đứa nhỏ này nó khẳng định một mực là thấy có một cái bạn nào đang bay ở đằng đó. Trời ơi thấy ghê quá. Rồi xong cái vụ này á, có nhiều người nhân viên ở đây là người ta cũng thường xuyên là thấy vong hồn của đứa nhỏ nó chạy sọt qua sọt lại. Hơn 6 giờ tối một chút xíu khi mà khách chưa có tới đông, thỉnh thoảng những người nhân viên làm ở trong cái khu vui chơi này nè là vẫn thấy vong hồn của đứa nhỏ nó ngồi ở trên cái chỗ xích đu á, cái đu ngựa nó ngồi nó cà nhúng cà nhúng cà nhúng.
Trong khi cái đuôi ngựa đó là vẫn chưa có được hoạt động, vậy đó mà cứ thấy là nó ngồi đó, quay qua quay lại là biến mất tiêu. Còn về buổi tối sau khi mà đã đóng cửa dọn dẹp hết rồi á, những người dân đi ngang qua chỗ này là sẽ nghe thấy cái tiếng khóc của một cái đứa con nít. Nhìn vô là thấy cái bóng của nó đang ở phía sau cái chỗ cổng ra vào mà nó ngồi một góc nó khóc. Người ta đi lại gần á, thì cái bóng đó biến mất tiêu. Có nhiều người khi mà đi ngang qua chỗ khu vui chơi nè, nhìn vô tối thui à, mà thấy có một cái bóng đứa nhỏ, nó cứ chạy hết chỗ này, nó chơi trò này, nó chơi trò kia mà nó cười. Người ta lên tiếng kêu thì đứa nhỏ lập tức là biến mất. Những lần như vậy mới biết đây chính là hồn ma của đứa nhỏ mà hôm bữa nó bị chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Khi mà khu vui chơi này mở là hoạt động lại, có nhiều đứa nhỏ nó đang chơi bình thường, nó cũng hay nói là có cái bạn nào đó xô nó té. Rồi ở trong cái khu vui chơi này thường xảy ra trục trặc những cái dạng máy móc là nào là xe điện đụng nè, rồi mấy cái đồ đu ngựa với lại là mấy cái đu mà nó cảm giác mạnh á, mấy cái đó nó sẽ thường hay trục trặc lắm. Nên một khoảng thời gian hoạt động nữa, ở trên công an người ta bắt buộc cái chỗ này là không có được kinh doanh. Do không có đáp ứng đủ độ an toàn cho những cái đứa trẻ nó chơi nữa. Rồi cái khoảng thời gian đó qua mấy năm trời, nào là mưa nắng, mà những cái vật dụng ở trong này không biết sao cái người chủ khu vui chơi đó người ta cũng không có dọn dẹp gì hết trơn á, không có bán đi. Mà thấy cứ để đại đó, từ từ mọi thứ nó bị ăn mòn, sắt thép nó rỉ, nhìn trong cái khu nó hoang tàn đổ nát. Những người dân đi ngang đây sẽ thấy có một cái cảm giác lạnh người, và thỉnh thoảng nhìn vô sẽ thấy một cái bóng của đứa nhỏ nó đứng ở phía sau khu vui chơi mà nó nhìn ra mọi người. Có một lần kia là bạn của chú Bo đi ngang qua chỗ khu vui chơi này buổi tối á, cũng đã chính mắt nhìn thấy vong hồn của đứa nhỏ kia. Cái đầu của nó thì nó ngã gục xuống luôn, giống như cái xương cổ không có còn nữa. Nó cứ lạc lè, nó đứng ở phía sau cái kín cửa cổng á, hai tay của nó thì vịn chắc vô. Còn ở phía trong với nó là hoang tàn đổ nát luôn, cái gì nó cũng rỉ sét âm u cả. Đứa nhỏ nó đứng đó mà nó nhìn chằm chằm bạn chú Bo. Bạn chú hết hồn nhìn kỹ lại một lần nữa là đứa nhỏ nó biến mất tiêu hả? Chỉ còn thấy là ở trong cái dòng đu ngựa, cái đó nó cũ nát lắm rồi, mà thấy cái dòng đu ngựa nó còn tự động xoay nhẹ 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 nhẹ. Thấy cái cảnh tượng hãi hùng đó quá, rồi bạn của chú cũng có kể lại cho chú và những cái người khác nghe nữa. Một khoảng thời gian sau này, thì ở cái chỗ khu vui chơi đó được người ta san bằng, có người mới vô thuê cái bãi đất đó và làm mở ra một cái quán cà phê. Cái người chủ quán cà phê mở ra quy mô cũng rộng lắm, mới đầu là khách tới uống lùm nượp à. Do ở cái vị trí này có địa thế rất là đẹp nên người dân người ta đi qua đi lại rồi á, uống cà phê cũng nhiều. Có điều là những cái người khách tới đây uống cà phê á, họ cũng thường xuyên là nhìn thấy vong hồn của cái thằng nhóc đã chết trước đây. Cứ thấy đứa nhỏ nó cứ chạy qua chạy lại ở phía trước quán rồi. Mới đầu người ta thấy vậy còn tưởng là con của cái cô chủ quán. Nhưng mà hỏi ra thì cái cô đó nó không phải. Cổ chưa có chồng con gì trơn á. Thì hỏi kỹ lại như vậy á, mà có người thấy có người không thấy nghe. Mới đoán đây là cái hồn ma của đứa nhỏ đã chết cách đây 10 năm rồi. Chính cái cô chủ quán này cũng gặp luôn. Tới khi mà dọn dẹp này kia rồi á, buổi tối là cổ sẽ thấy cái đứa nhỏ nó ngồi ở ngay chỗ cái góc bếp á. Khi mà thấy nó ngồi thụ lụ như vậy, cô này đâu có biết ai đâu, cổ mới kêu. Ủa con ơi, sao con ngồi ở đây vậy? Cô chủ quán cổ kêu vậy á, đứa nhỏ nó cứ ngồi im re à. Cô mới tiến gần gần lại. Khi mà cô đi gần lại, cái đầu của nó mới xoay từ phía trước xoay một cái rác thẳng ra phía đằng sau luôn. Là cái đầu quay đúng 180 độ. Chỉ có cái đầu chứ cái mình thì vẫn giữ im. Cái cô đó cô sợ quá trời cũng mới ngã ra. Rồi sau cái vụ đó cô bắt đầu là cô cúng kiến. Những người dân thấy là cô cúng cũng lớn lắm, mà có điều hình như cô cúng không có hết hay sao. Do những cái người khách sau này họ vô uống quán cà phê là vẫn còn nhìn thấy vong hồn của thằng nhóc này. Trong cái khuôn viên của quán cà phê là cô xây cái nhà vệ sinh ở phía sau một chút xíu. Những cái người mà khi đi ra nhà vệ sinh á, là hay thấy có một cái đứa nhỏ nó lén lén nó đẩy cái cửa vào. Mấy người con trai nhiều khi đi á, là cũng không có đóng kín cửa lại như là đàn bà phụ nữ đâu. Thấy đóng khép nhẹ cái cửa thôi.
Thì từ mé ngoài có một thằng nhóc nó đẩy cửa mà nó nhìn người ta đang đi tiểu, nó cười hí hí hí, rồi xong nó tu nó chạy mất tiêu. Có nhiều người bực bội chạy lên hỏi cái đứa nhỏ là ai, thì chạy lên hỏi đâu có ai biết đứa nhỏ là ai đâu. Mà sau nhiều vụ như vậy, từ từ cái quán cà phê này á bị đồn là có ma rồi. Khách người ta cũng tới thưa dần hơn. Cái người chủ quán vẫn còn quyết liệt là cúng dữ lắm, mà thấy cúng không hết. Cho tới một lần kia người chủ quán bị thêm một phen nữa. Buổi trưa là nằm ngủ ở tại quán, cổ để một cái ghế bố rồi cổ đem mền đem quạt ra cổ nằm cổ nghỉ trưa do mệt quá à. Trong cái lúc mà cổ đang nằm nghỉ, cổ thấy là phía chân của mình nó nhột nhột. Để ý mấy lần rồi mà cổ dậy thì không có thấy gì hết trơn. Một hồi thì cái nhột đó mới chuyển từ dưới chân nó chuyển lên trên tay của cô. Cô thấy cái đứa nhỏ đó, nó mờ mờ mà có điều da thịt của nó nhìn xám xịt hà. Đầu tóc của nó nhìn nó dựng dựng mà nó có cái mùi hôi thối gì lắm. Nó đứng ở sát bên, nó nắm lấy cái tay của cô, nó lôi ra khỏi cái ghế bố. Cô chủ quán cà phê cũng sợ quá, cô ngã ra cô té. Thì cái lúc đó cô ớn lắm rồi, mà cổ vẫn còn tiếc tiền là do cổ đầu tư vô trong cái mặt bằng này cũng nhiều. Mà qua những ngày hôm sau á, đồ đạc ở trong cái quán cà phê nè, sáng cổ vô dọn là mọi thứ nó tan hoang hết trơn à, như có mấy cái người quýnh lộn vô rồi á, là đập đồ của cô vậy đó. Ở trên mấy cái bàn ghế là có những cái dấu chân đất, mà những cái dấu chân này nó nhỏ xíu à, như cái dấu chân của một đứa cỡ 3 tuổi ấy, thì cô biết rồi, đây chính là do cái hồn ma của thằng nhóc thì nó quậy cô. Càng về sau thì cô chủ quán này bán ế quá nên cổ đã sang tiệm luôn rồi. Cái vụ của cô chủ bán cà phê này kinh doanh không được nên người ta biết là ở trong này có ma, cái chỗ đó cứ để vậy đó, hoang tàn đổ nát thêm vài năm nữa. Sau này chính quyền người ta mới vô rồi bắt đầu là xây nên một cái trạm y tế. Rồi từ cái lúc xây lên á, là chỗ này trở thành dịch vụ công rồi, người ta ra vô khám bệnh. Có điều đây là một cái trạm y tế xã cũng nhỏ thôi. Dù đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà sau khi xây nên xong cái trạm y tế thì vong hồn của đứa nhỏ nó vẫn còn ở đó, sẽ có thêm những cái hiện tượng nữa. Nhưng mà những cái hiện tượng ma ở trạm y tế này như sẽ để qua tập sau hen. Rồi đây là phần 1 của câu chuyện mà chú Bo gửi lại cho Như. Qua tập sau thì Như sẽ kể nốt luôn cái phần ở chỗ trạm y tế này do chú Bo gửi lại hen. Câu chuyện này cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị yêu thương Như á, đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Như cảm ơn quý vị nhiều nhiều lắm. Và nếu quý vị ông bà cô chú mình có những câu chuyện, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail, Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại cho Như thì Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước. Một lần nữa xin cảm ơn và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần thiệt là vui vẻ và thư giãn bên những người thân thương trong gia đình của mình. Và hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị. Bye bye.